Quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến vụ án siêu lừa 433 tỷ do bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành cấu kết với 17 cán bộ ngân hàng cầm đầu. Mới đây, phiên xử vụ việc này đã bước sang đến ngày làm việc thứ năm với sự tham gia xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội và luật sư. Đáng chú ý, quy trình 7 bước của các ngân hàng chặt chẽ là thế, tuy nhiên trong vụ án này còn nhiều vấn đề cần phải bàn. Vừa qua, phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng PV Combine, Ngân hàng Quốc dân ECB, Ngân hàng Việt Á VAB tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư bảo chữa. Theo cáo buộc, do cần tiền, Hà Thành đã nghĩ ra cách vay tiền của người khác dưới hình thức gửi tiết kiệm đồng sở hữu, sau đó Thành và các đồng phạm cầm cố các sổ tiết kiệm này để vay tiền, rồi chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ, của PVcombank 49,4 tỷ, của VIB 273,9 tỷ và của nhiều cá nhân khác 63 tỷ đồng. Tại VIB, Hà Thành đưa người đồng sở hữu đến phòng giao dịch đồng đô đồ, gửi tiền đồng sở hữu. Phòng giao dịch đồng đô đồ phát hành hợp đồng tiền gửi và giấy phong tỏa để người đồng sở hữu yên tâm. Thực chất Phòng giao dịch đồng đô đưa vào gửi tiết kiệm và phát hành sổ tiết kiệm cho Hà Thành. Sau đó Hà Thành dùng sổ tiết kiệm này cầm cố vay tiền rồi chiếm đoạt. Có bốn bị cáo thuộc VIP gồm Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên viên quan hệ khách hàng, phòng khách hàng doanh nghiệp, Quản Trọng Đức, cựu giám đốc chi nhánh, Nguyễn Mai Phương, kiểm soát viên, Đặng Thị Quỳnh Hương, cựu trưởng phòng khách hàng cá nhân, phòng giao dịch đồng đô, bị cáo buộc đồng phạm với Hà Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quỳnh Hương bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng. VIB có hai văn bản quy định về việc cho vay, giải ngân, gồm quyết định 1760 về cấp tín dụng và quyết định 588 về sản phẩm cho vay cầm cố số dư tiền gửi. Các luật sư bảo chữa đặt vấn đề liệu các quy trình nghiệp vụ ban hành kèm theo các quyết định này của VIB đã đúng chuẩn. Cụ thể, quy định 1760, quy định cấp phê duyệt cho vay phải có trách nhiệm kiểm soát hồ sơ giải ngân, đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu về điều kiện giải ngân. Tuy nhiên, luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định ngân hàng phải tổ chức xét duyệt cho vay theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quy định cho vay. Theo luật các tổ chức tín dụng 2010, để có giá trị thi hành, ngân hàng phải gửi các quy định nội bộ về cho vay đến ngân hàng nhà nước để cơ quan này kiểm tra giám sát. Vì vậy, luật sư của bị cáo Quỳnh Hương đề nghị làm rõ việc báo cáo của VIP tới Ngân hàng Nhà nước và việc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước nếu có đối với các quy trình nghiệp vụ có đúng quy định pháp luật. Cũng liên quan đến bị cáo Quỳnh Hương, công văn gửi tới cơ quan điều tra của VIP xác định khi cho vay cầm cố bằng sổ tiết kiệm, nhân viên ngân hàng phải tuân thủ các quy trình tại quyết định 1760 và quyết định 588. Cáo trạng xác định Quỳnh Hương đã ký trên tờ trình thẩm định đề xuất cấp tín dụng ở mục cấp kiểm soát để cấp suất tín dụng quy định nhưng không thực hiện đúng quy trình thẩm định, không thẩm định người có tài sản đảm bảo để đảm bảo người này đồng ý cho Hà Thành hoặc người của Hà Thành dùng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo để đảm bảo cho khoản vay hay không. Luật sư bảo chữa cho bị cáo Quỳnh Hương cho rằng sản phẩm cho vay cầm cố số dư tiền gửi là một sản phẩm đặc thù, chỉ áp dụng theo quy trình đã được quy định tại quyết định 588, chứ không phải áp dụng cả Quyết định 588 và Quyết định 1760. Điều này cũng thể hiện được sự khác biệt ngay tại các bước thực hiện trong hai quy trình này. Ví dụ quy trình cho vay 7 bước của Quyết định 588 nêu trách nhiệm của giao dịch viên tại quầy, tư vấn tiếp nhận hồ sơ, định giá, thẩm định khách hàng, và kiểm soát viên soạn thảo ký kết hợp đồng. Thẩm quyền phê duyệt khoản vay thuộc giám đốc phòng giao dịch chi nhánh. Việc phong tỏa hạch toán nhập kho giải trên hệ thống phần mềm FlashQ do giao dịch viên và kiểm soát viên tại quầy. Kiểm soát tín dụng hội sở thực hiện theo dõi sau cho vay. Còn theo quy định 1760 thì chuyên viên quan hệ khách hàng là người trực tiếp làm việc với khách hàng, thẩm định hồ sơ, lập hồ sơ xét duyệt. Luật sư cho rằng bị cáo Quỳnh Hương là trưởng phòng khách hàng cá nhân không có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn can thiệp vào nghiệp vụ cho vay, cầm cố số dư tiền gửi của quầy giao dịch. Trong phần tranh luận, bị cáo Hà Thành nhận tội nhưng xin giảm nhẹ hình phạt. Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã nhận thức sai phạm của mình. Bị cáo có con gái mắc bệnh hiểm nghèo, mong sớm được trở về để chăm sóc cho con. Đa phần, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do tin tưởng Hà Thành là khách hàng VIP hoặc chịu sự chỉ đạo ép buộc từ cấp trên nên làm sai quy định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn đã gần đi vào hồi kết với những hành vi thủ đoạn và tinh vi của mình các bị cáo trong vụ án trên sẽ phải nhận mức hình phạt nào của pháp luật mời quý vị cùng đón chờ những tin tức mới nhất trên kênh của chúng tôi